Lần này đã quyết định rồi thì đừng có hối hận nghe. Dạ thật sự thì ly hôn là cái quyết định mà con cảm thấy hối hận nhất các bạn. Đăng ký xong rồi thì hai đứa nhớ về nói cho mẹ con biết. Đừng có chơi cái trò trốn tìm nữa hả? Mất tích cái kiểu đó mẹ con hiểu hết đó. Đúng là tụi con sai thiệt. À nè, cái cô giữ trẻ vẫn làm tốt chứ hả? À dạ tốt à. Chị Mai chỉ giới thiệu cô Huệ vừa chu đáo mà vừa sạch sẽ nữa. Mà Thu thì lại khó ai mà sạch sẽ cho nên là rất là vừa ý. Rồi còn Nhiếm, nó có bị lạ nhà lạ người rồi khóc nhè không? Dạ không, trộm vía cháu rất là ngoan. À con có quay clip Nhiếm cho ba coi nè. Trời ơi, hồi cháu của ông kìa. Ngoài quá hả? Đúng con ghê. Quay cái clip này con định gửi cho ba, nhưng mà tại vì con sợ mẹ bắt được cho nên. Con làm vậy là đúng rồi. Mẹ con là hay kiểm tra điện thoại của ba lắm. Hôm nào mà ba rảnh á, ba sang chung cư con chơi sẵn thăm bé Nhiếm luôn ba. Ê thôi thôi thôi, cứ hẹn nhau về đi cho nó an toàn. Ba mà biết chỗ tụi con ở rồi thì mẹ con trước sau gì bà cũng tìm ra thôi đó. Dạ. Anh này, mà giờ con về sống chung với mẹ con nó rồi, anh chị xui có nói gì không? Dạ thật sự là con cũng chưa nói chuyện này cho ba mẹ con biết nữa. Ồ, ba hiểu. Đúng là chuyện này cũng khó xử thiệt. Nhưng mà thôi cứ từ từ đi con ha. Nhưng mà ba yên tâm đi, trước sau gì con cũng sẽ nói cho ba mẹ con biết. Tại vì thật sự là con cũng không có muốn Thu với lại cháu Nhiếm bị thiệt thòi đâu ba. Ba tin con mà. Dạ. Mới hiểu hết những gì mà em đã trải qua. Anh thấy mình thật tệ khi đã từng cho rằng những cảm xúc thái quá của em lúc đó là vô lý. Thời gian qua, anh đã suy nghĩ vô cùng nhiều lần về những buổi sáng hạnh phúc. Mở mắt ra, ta nhìn thấy nhau, mỉm cười và loay hoay cùng nhau chăm sóc cho bé Nhiếm. Anh biết anh không có tư cách gì để nói ra những lời này vì anh là người sai. Nhưng nếu được, em cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Anh không dám hứa, nhưng anh sẽ làm. Làm bằng tất cả sự yêu thương và ước mơ về một gia đình trọn vẹn. Có em, có con. Mình cưới lại nhau, em nha. Mình cưới lại nha. Thank you.